Tháng cao điểm an toàn vệ sinh thực phẩm đang diễn ra và sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 5 với nhiều hoạt động tăng cường kiểm tra giám sát, đặc biệt là tại các bếp ăn bán trú trường mầm non, tiểu học. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm luôn thu hút sự quan tâm của nhà trường, phụ huynh và toàn xã hội. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số trường trên địa bàn thành phố Huế. Trường tiểu học Vị Già là một trong những trường tổ chức học bán trú từ rất sớm, cách đây hơn 12 năm. Với lợi thế về điều kiện cơ sở vật chất, mặt bằng rộng, nhà trường đã ưu tiên quỹ đất xây dựng khu nhà bếp và căng tin phục vụ bán trú cho học sinh. Hiện nay mỗi ngày có hơn 700 học sinh trên tổng số 1.230 học sinh nhà trường tham gia học bán trú. Hàng năm nhà trường thường xuyên tổ chức mời chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm về tập huấn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và cấp dưỡng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi thành viên trong bảo tủ phải nắm rõ nghị định 145/2018 của chính phủ về vi phạm hành chính an toàn thực phẩm. Đặc biệt đó là ý thức, trách nhiệm, sự công tâm của mỗi thành viên công tác bảo tủ. Trường tiểu học Vị Già là một trong 30 trường học mầm non và tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh nằm trong nội dung kế hoạch thanh tra kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trong năm nay của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Bước đầu kiểm tra ghi nhận các trường đã chủ trọng công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh. Ban giám hiệu nhà trường phân công giáo viên phụ trách công tác bán trú, kiểm tra thực phẩm nhập vào, từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị hệ thống sấy chén bát, hệ thống bếp nấu đồng bộ đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, dụng cụ chế biến thực phẩm đầy đủ, thiết kế và bố trí bếp nấu ăn đúng theo quy trình một chiều, hợp đồng trách nhiệm với công ty cung ứng thực phẩm, thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thực phẩm đúng quy định. Nhà trường thì ngày càng hoàn thiện hơn trong cái bếp, về điều kiện cơ sở vật chất về bếp, như đầu tư về bếp nấu này, rồi đầu tư là cả cái hệ thống đảm bảo cái việc là thoát nước này, bếp là phải thoát nước, đó cấp nước thoát nước đầy đủ này. Rồi là cả cái điều kiện khác như là tủ sấy, cái đầu vào thực phẩm, nhà trường cũng phải làm việc với cả cái cơ sở kinh doanh có đủ tư cách pháp nhân và đủ điều kiện và lâu thực hiện rất là lâu rồi nhưng mà lúc nào cũng đảm bảo. Trường cũng đã nỗ lực rất là nhiều, dần dần hoàn thiện về mặt cơ sở vật chất để mà đảm bảo cái an toàn thực phẩm, vệ sinh thực phẩm cho các cháu. Tuy nhiên thì nhà trường cũng có khó khăn là vì về cái vấn đề về cái nhà ăn á. Cái nhà ăn thì trường chưa có cái điều kiện để làm cái nhà ăn hoàn thiện cho các cháu. Tuy nhiên là nhà trường cũng đã cố gắng rất là nhiều, vừa rồi cũng đã có cải tạo được một phần nhưng mà không đáp ứng được cái nhu cầu của các em tất cả. Cho nên chỉ mới một số lớp được đến cái nhà ăn để ăn thôi, còn lại là cả cháu vẫn ăn phải dọc hành lang. Qua kiểm tra cho thấy vẫn còn nhiều bất cập tồn tại trong nhiều năm qua. Tình trạng một số trường bán trú tiểu học do không có quỹ đất nên chưa bố trí phòng ăn đầy đủ cho học sinh bán trú. Còn tình trạng học sinh ăn ở hành lang trong lớp học hoặc phòng ăn chưa đảm bảo yêu cầu. Một số trường tiểu học tại thành phố Huế đã được trang cấp hệ thống lọc nước. Tuy nhiên, hệ thống lọc nước nhỏ trang bị từ lâu, không được bảo trì, kiểm nghiệm chất lượng nước uống thường xuyên. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã lấy 30 mẫu nước uống của học sinh để xét nghiệm, đánh giá chất lượng và đang chờ kết quả. Một vấn đề tồn tại đã nhiều năm qua là tình trạng các quán hàng rong trước cổng trường vẫn còn bán các thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có ngày sản xuất và hàng sử dụng. Về cơ sở vật chất và cũng như là các cái điều kiện ở trường học thì đa phần cũng đã tiến bộ rất nhiều so với mọi năm. Nhưng bên cạnh đó nó vẫn còn có một số các cái điểm mà thật ra là cũng khó cho các cái khối trường học, và ví dụ như những trường học mà họ có diện tích nhỏ quá thì họ vẫn phải có cái trong cái trang trạng là các cái bữa ăn thì lại ở hành lang hoặc là ở bố trí trong cái trường học lớp học, cho nên là cũng khó trong cái việc mà bảo quản thực phẩm từ chỗ chế biến cho đến cái chỗ cung cấp cho các em. Hoạt động thanh tra kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú trường học mầm non và tiểu học là hoạt động thường niên của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh. Điều này góp phần nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học, chủ động phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn tỉnh. Tất cả vì mục tiêu đảm bảo điều kiện sinh hoạt, học tập tốt nhất cho học sinh bán trú tại các trường học.